One Audio F2 đến từ hãng tai nghe Digi bán chạy nhất Amazon. Chất âm không chỉ hay, chuẩn Digi, nhịp bass sống động với màng loa 10mm mà còn thiết kế đẹp, họa tiết đĩa than làm điểm nhấn với đèn báo pin. Pin lên tới 40 tiếng, sạc một lần đủ nghe cả tuần. Hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng. Dành riêng cho fan của Battlecry, giảm ngay 50k từ 590k còn 540k theo đường link bên dưới. Như chìm trong đêm đen bão tuyết, không có lấy một tia sáng bình an. Đế quốc Nga bước vào thế kỷ 20 với hàng tá những giằng xé từ trong nội tại lẫn đối ngoại, một chế độ quân chủ chuyên chế, bảo thủ và thối nát đang bắt tay với khối tư sản, dần dần siết chặt quyền được sống, được công bằng của đại bộ phận dân lao động bằng đủ thứ bóc lột sức lao động. Một quốc gia bất ổn bên trong vẻ ngoài cường quốc vẫn mơ mộng đó chia lại thế giới với các cường quốc trẻ đang dần hoàn thiện và trở thành kiểu mẫu phát triển cho thời đại mới. Trong cái mớ hỗn loạn đó, Nga lao vào cuộc thế chiến đế quốc và lập tức rước lấy muôn vàn bại vong. Không thể để quốc gia bao đời cha ông gây dựng và mở đất dần đi tới chỗ diệt vong. Không thể sống mãi trong cái kiếp nô lệ dưới cái gọi là nhà tù lớn nhất của thế giới. Toàn thể người dân Nga đã bền bỉ đấu tranh cho một tương lai tươi sáng hơn. Để rồi, với lời nhận xét bất hủ của nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc, như ánh mặt trời rạng đông xua tan bóng tối, cuộc cách mạng tháng 10 đã chiếu rọi ánh sáng vào lịch sử loài người. Một cuộc chiến với đầy rẫy những bi kịch, máu, nước mắt, nhưng cũng hào hùng và vĩ đại của người dân Nga dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản, sự lãnh đạo của Lenin đã bùng nổ. Chào mừng đến với Battlecry, lịch sử thế giới, và trở lại với series Liên Xô, hành trình tới vĩ đại. Nga gã giặt dẹo trong cái mác cường quốc. Bước sang thế kỷ 20, nước Nga dù ngoài mặt vẫn tỏ ra là một cường quốc, nhưng thực tế bên trong quốc gia này chỉ có thể ngắn gọn lại trong hai từ rệu rã. Kể từ sau cải cách nông nô năm 1861, Nga chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa với một núi những bất ổn bên trong nội tại về kinh tế, chính trị và xã hội. Về kinh tế, Nga là một nước nông nghiệp với mối quan hệ sản xuất phong kiến lạc hậu. Dù đã có cuộc cách mạng giải phóng năm 1861, tàn tích của chế độ nông nô vẫn còn tồn tại dai dẳng khi tới 2/3 ruộng đất nằm trong tay của địa chủ, quý tộc. 30.000 đại địa chủ chiếm tới 70 triệu mẫu đất Nga ruộng đất. Nga Hoàng đồng thời cũng là địa chủ lớn nhất với 7 triệu mẫu Nga ruộng đất. Dân số Nga năm 1897 là 125,6 triệu người, thì có 97 triệu người là nông dân. Trong đó thì có 12% nông dân không có đất, 16% nông dân có đất nhưng không canh tác, 23% không có bò là sức kéo chủ yếu thời đó, và 30% nông dân không có ngựa. Địa chủ bóc lột hết sức tàn bạo, trong khi trình độ sản xuất nông nghiệp thì lại lạc hậu, khiến năng suất thấp, nạn mất mùa và đói kém xảy ra thường xuyên. Đến khi cách mạng công nghiệp về tới Nga, đi cùng với các hoạt động rót vốn đầu tư của các đế quốc khác như Anh, Pháp, Đức, Mỹ, sự phồn thịnh của các đô thị và hải cảng như Petrograd, Moscow, khu khai thác than Donetsk, khu khai thác dầu Baku là tình trạng độc quyền kinh tế và bóc lột cùng cực sức lao động của người dân Nga. 3/4 công nhân của Nga phải tập trung sống tại các khu công nghiệp trong tình trạng điều kiện sống hết sức tồi tệ. Họ phải làm việc ít nhất là 12 tới 18 tiếng một ngày, bất kể điều kiện thời tiết. Chuyện công nhân chết cóng hay kiệt sức khi lao động là chuyện bình thường. Ngược lại, 150 công ty độc quyền thao túng toàn bộ nền kinh tế Nga, như ngân hàng Nga Á chiếm 1/3 tổng số vốn ngân hàng của nước Nga. Họ thoải mái khua múa trên sức lao động của người dân nhờ nắm được cái thóp rằng chỉ cần giúp cho hoàng gia Nga được ăn no ngủ kỹ là họ chẳng còn sợ ai dưới cái gầm trời rộng nhất thế giới này. Về chính trị, chế độ quân chủ chuyên chế dưới sự cai trị của dòng dõi Romanov dù đã bị đe dọa thường xuyên do sự xuất hiện và phát triển mạnh mẽ của những hệ phái tư tưởng mới như tư bản chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa, vô chính phủ từ giữa thế kỷ thứ 19, đặt ra cho họ nhiệm vụ phải có cách thức phù hợp để dung hòa tất cả. Nhưng rồi thì đáp lại, triều đình Nga chỉ biết dùng bạo lực để giải quyết tình hình. Hậu quả nhãn tiền
hai đời sang hoàng là Alexander II và III luôn phải vất vả đối phó với các vụ mưu sát từ các đảng phái đối lập. Alexander II qua đời do bị mưu sát thành công vào năm 1881. Alexander III dù thoát chết vài lần nhưng cũng vì vậy mà sức khỏe dần suy sụp, rồi qua đời kèm theo biến chứng bệnh thận vào năm 1894. Trong tình cảnh đó, Nikolai II lên ngôi. Với bản thành tích từng học tại Học viện Sĩ quan Cận vệ và Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia, trước khi lên ngôi đã từng Tây Du từ năm 1890 đến năm 1892 tại nhiều quốc gia dọc theo bờ Đại Tây Dương, Địa Trung Hải, Ấn Độ Dương và bờ Tây Thái Bình Dương. Công chúng Nga thực sự đã kỳ vọng rằng vị Nga hoàng mới sẽ thổi những luồng gió mát lành, giúp xoa dịu tất cả những mâu thuẫn nội tại. Nhưng kết quả thì vẫn y nguyên. Nikolai II chẳng những không thể xoa dịu được tình hình, mà trái lại còn khiến mọi mâu thuẫn hiển hiện ra trước mắt, không tài nào hàn gắn nổi. Ngày Chủ nhật đẫm máu, ngày 22 tháng 1 năm 1905, dẫn tới cuộc cách mạng 1905-1907 đã trở thành hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả các bên. Về quân sự, thời cai trị của Nikolai II chứng kiến sự suy bại từng bước một của quân đội Nga, trì trệ, lạc hậu về mọi mặt trong vũ khí, tác chiến, nặng các mối ràng buộc con ông cháu cha, đã khiến quân đội Nga liên tiếp thất bại trong các cuộc chiến tranh đế quốc. Đầu tiên là trước Nhật Bản trong cuộc chiến tranh Nga-Nhật 1904-1905. Tất cả những hệ lụy trên đã dẫn tới một xã hội Nga bị bao trùm bởi bốn mâu thuẫn chính. Thứ nhất là mâu thuẫn giữa toàn thể người dân Nga với chế độ quân chủ chuyên chế của Nga Hoàng. Thứ hai là mâu thuẫn giữa giới tư bản và tầng lớp vô sản. Và thứ ba, mâu thuẫn giữa đế quốc Nga và các dân tộc trong đế quốc. Đế quốc Nga tồn tại hơn 100 dân tộc và tình trạng phân biệt đối xử giữa các dân tộc diễn ra thường xuyên. Nhiều dân tộc bị đối xử tàn bạo, bị khinh rẻ và chịu nhiều áp bức. Bởi vậy, đế quốc Nga vẫn bị coi là nhà tù của các dân tộc. Và mâu thuẫn cuối cùng là mâu thuẫn giữa Nga và các đế quốc khác trong việc phân chia quyền lợi, thị trường và thuộc địa. Và rồi thì mối mâu thuẫn thứ tư bị đẩy lên đỉnh điểm khi cuộc Thế chiến 1 nổ ra. Mang theo mớ bất ổn kể trên, lâm trận trước một nước Đức vượt trội về mọi mặt kể từ sau sự thống nhất năm 1871. Chẳng cần phải đoán thì ai cũng biết kết cục của Nga sẽ ra sao. Chỉ ngay sau khi lâm trận có vài tháng, nửa sau của năm 1914, Nga liên tiếp thua trận kinh hoàng trong các trận Tannenberg, trận Hồ Masurian lần thứ nhất, trận Lod, nướng tổng cộng là gần 1 triệu quân, lập tức đứng đầu bảng về số lượng thương vong trong thế chiến. Mùa hè năm 1915, quân Đức dưới sự chỉ huy của các tướng lĩnh đại tài như Paul von Hindenburg, Erich Ludendorff, August von Mackensen, Falkenhayn tiến hành tấn công trên toàn mặt trận. Nga liên tiếp bại trận để mất Ba Lan, Latvia, Litva, Bukovina, v.v. Đi kèm với các thất bại đó là việc nước Nga đã rách lại còn tiếp tục nát. Lệnh tổng động viên 10 triệu người tham gia nhập ngũ khiến mọi ngành nghề, nhất là nông nghiệp, thiếu thốn nguồn lực trầm trọng. Sản xuất công nghiệp năm 1917 chỉ bằng 36,4% so với một năm trước. Từ năm 1916 đến 1917, sản lượng lương thực cũng giảm 20%. Mất mùa liên tiếp diễn ra, dẫn tới nạn đói xảy ra khắp nơi, nhất là tại các thành phố. Giá cả các loại mặt hàng, nhất là lương thực đã tăng vọt, có thời điểm lên tới 10 lần. Từ tháng 8 năm 1914 đến tháng 3 năm 1917, triều đình của Nga Hoàng đã chi vào cuộc chiến này tổng cộng là 29,6 tỷ rúp, gấp 3 lần tổng thu quốc khố. Để có tiền chi dùng cho cuộc chiến, triều đình liên tiếp trưng dụng các loại thuế mới và tổ chức bán quốc trái trong nhân dân. Tổng số quốc trái tính từ đầu năm 1914 là 8,8 tỷ rúp, đã tăng lên 36,6 tỷ rúp vào năm 1917. Trên chiến trường, đến đầu năm 1917, đã có 1,5 triệu lính Nga tử vong, 4 triệu người bị thương, gần 2 triệu binh lính bị bắt làm tù binh. Không chịu nổi cảnh không chết vì bom đạn kẻ thù thì cũng có thể chết vì rét, bệnh tật. Không chịu cảnh phải sống trong các chiến hào bẩn thỉu, phải ăn bánh mốc canh thiu để giữ trận địa. Tỷ lệ đào ngũ của quân Nga cũng tăng vọt. Trước cuộc cách mạng tháng 2 năm 1917,
con số rơi vào khoảng 34.000 một tháng. Đầu đầu cũng nổ ra biểu tình, khởi nghĩa, đảo ngũ. Toàn nước Nga, suốt cuộc Thế chiến I, nổ ra 1.416 cuộc bãi công và 294 cuộc nổi dậy của nông dân. Quân đội đảo ngũ hàng loạt, thậm chí là tổ chức nổi loạn như vụ nổi loạn của các lính thủy trên chiến hạm vào tháng 10 năm 1916. Các dân tộc thiểu số cũng nổi dậy. Tháng 7 năm 1916, tại Kazakhstan, nông dân đã đứng lên khởi nghĩa, thiêu hủy danh sách trưng binh và đập phá các cơ quan nhà nước. Và tới khi này thì không thể chịu nổi được nữa, phải làm cách mạng, giải phóng dân tộc trước khi đất nước diệt vong vì thế chiến. Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, cuộc cách mạng thay đổi nhân loại. Ngày 9 tháng 1 năm 1917, theo lịch Nga cũ, tức ngày 22 tháng 1 theo công lịch, trong lễ kỷ niệm ngày Chủ nhật đẫm máu ở Petrograd, đã xảy ra một cuộc biểu tình lớn chống chiến tranh. Cuộc biểu tình lan rộng sang Moscow, Baku và nhiều thành phố khác. Phong trào cách mạng sôi nổi nhất ở thành phố Petrograd. Ngày 3 tháng 3, 30.000 công nhân thành phố đã đình công. Thế nhưng, dấu mốc đánh dấu cuộc cách mạng nổ ra diễn ra vào ngày 8 tháng 3 năm 1917 dương lịch, kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Khoảng 90.000 chị em công nhân ở các nhà máy ở thủ đô Petrograd đã xuống đường biểu tình, tuần hành. Rất nhanh chóng, hơn 128.000 công nhân và nông dân cũng đã xuống đường đấu tranh với khẩu hiệu đả đảo chiến tranh, đả đảo chế độ chuyên chế và bánh mì. Hoạt động biểu tình, tuần hành tiếp tục được duy trì tới ngày 10 tháng 3, khi các yêu sách của công nhân không được giới chủ tư bản và chính quyền sao hoàng đáp ứng. Các cuộc biểu tình đã biến thành khởi nghĩa vũ trang. Các đám đông người biểu tình tấn công và chiếm các sở cảnh sát, tổ chức Xô Viết công nhân, binh lính được thành lập tại nhiều nhà máy. Sang ngày 11 tháng 3, quân đội Sao Hoàng và cảnh sát được lệnh bắn vào người biểu tình. Tổng số người thiệt mạng vào khoảng 1.500 người. Thế nhưng không chùn bước, phong trào tiếp tục lan rộng. Ngay cả các đơn vị Bảo Hoàng Cốt Sách, vốn có tiếng là thiện chiến và trung thành với chế độ, cũng đã ngả về nhân dân. Các nỗ lực xin thoái vị để nhường ngôi cho đại công tước Michael Alexandrovich của Nikolai cũng không thành công, khi ngay cả ông này cũng quyết định từ chối vương miện và tuyên bố rằng ông sẽ chỉ lấy nó nếu đó là sự đồng thuận hành động dân chủ của Hội đồng Lập hiến nước Nga. Hội đồng sẽ xác định chính thức chính phủ Nga. Ngày 12 tháng 3, người biểu tình đã chiếm thủ đô. Xô Viết Petrograd bầu đại biểu để quản lý hoạt động hành chính. Bộ máy công quyền của Sao Hoàng về cơ bản là tê liệt hoàn toàn. Ngày 13 tháng 3, chính quyền Nga Hoàng đã đầu hàng. Cách mạng tại Petrograd giành thắng lợi. Tin thắng lợi của phong trào khởi nghĩa tại thủ đô Petrograd nhanh chóng bay khắp nước Nga. Công nhân và nhân dân lao động toàn Nga đã nổi dậy, lật đổ chế độ Sao Hoàng, thành lập các Xô Viết để liên kết công nông, binh sĩ giành lại chính quyền. Vậy là chỉ trong vỏn vẹn có 8 ngày, cuộc cách mạng tháng 2 đã thành công. Triều đại Romanov 300 năm tuổi đã kết thúc chóng vánh. Nga Hoàng sụp đổ, kéo theo tình thế hiếm có trong lịch sử nước Nga và của cả thế giới. Ngày 16 tháng 3, chính phủ lâm thời được thành lập bởi Ủy ban lâm thời của Duma Quốc gia, đồng thời với các Xô Viết ở Petrograd và các nơi khác, dẫn tới tình trạng quyền lực kép hay quen thuộc hơn là hai chính quyền song song tồn tại. Trong khi Xô Viết đại diện cho giai cấp vô sản thì chính phủ lâm thời đại diện cho giai cấp tư sản. Xô Viết có quyền lực thực tế mạnh hơn vì họ có sự ủng hộ của đại bộ phận quần chúng, nhưng họ thì không muốn tham gia vào quản lý hành chính và bộ máy quan liêu của chính phủ. Chính phủ lâm thời bề ngoài thì có chính quyền nhưng thiếu sự ủng hộ của dân chúng nên cũng sống rất vật vờ. Đã thế, chính quyền này lại có tham vọng tiếp tục chiến tranh, càng khiến người dân chán ghét. Ngay từ ngày 14 tháng 3, Xô Viết đã ra bản quân lệnh số 1, chỉ đạo lục quân và hải quân Nga tuân thủ các sắc lệnh của Xô Viết, chứ không phải là của chính phủ lâm thời tư sản. Trong tình trạng bị siết vây trầm trọng như vậy, những toán quân trung thành còn lại, thứ đáng ra nên được chính phủ tư sản dùng để đưa về đàn áp Xô Viết, thì họ lại dùng trong một cuộc tổng tấn công vào quân Đức trong tháng 7 năm 1917. Kết quả đại bại, mất thêm khoảng 400.000 người
trong đó có 60.000 lính Nga tử trận. Tai hại hơn, nó khiến cho bầu không khí cách mạng ngày một sụp sôi hơn. Một nước không thể có hai vua, một quốc gia không thể có hai chính quyền với lập trường đối lập nhau cùng tồn tại. Một cuộc cách mạng mới sẽ phải nổ ra để giải quyết tất cả các vấn đề. Từ tháng 4 năm 1917, lãnh tụ Lenin đã trên chặng đường từ Thụy Sĩ trở về Nga để viết luận cương tháng 4, nêu rõ nhiệm vụ của giai cấp vô sản trong cách mạng. Có thể tóm tắt lại trong các nhiệm vụ như sau. Thứ nhất là tập hợp chính quyền về tay Xô Viết Bolshevik, thành lập nhà nước công nông. Tiếp theo là giải quyết toàn bộ các vấn đề về ruộng đất, kinh tế, nhà xưởng cho người lao động, từng bước xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Thứ ba là rút khỏi cuộc thế chiến đế quốc bằng mọi giá. Tiếp theo là chuẩn bị xây dựng một quốc tế vô sản mới để thực hiện thống nhất hoạt động cách mạng vô sản trên toàn cầu. Có được đường lối hoạt động, đảng Bolshevik đã dần siết vây, khiến chính phủ tư sản không thể nào cựa quậy được. Để rồi, từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 10, lịch Nga cũ, với tuyên bố vô luận bằng cách nào cũng không được để chính quyền nằm trong tay Kerensky. Toàn Petrograd đã rung chuyển, đoàn quân cách mạng chiếm được toàn bộ thủ đô, bao vây cung điện mùa đông mà hầu như không gặp tổn thất nào. Lãnh đạo chính phủ tư sản Kerensky gọi cứu viện không được, đành phải cải trang thành phụ nữ, lợi dụng xe của đại sứ quán Hoa Kỳ để trốn khỏi thành phố. 9 giờ 45 phút sáng ngày 25 tháng 10, chiến hạm Rạng Đông lổ loạt Đại Bác báo hiệu tấn công. Cuộc chiến diễn ra tới 2 giờ 45 phút sáng thì kết thúc. Toàn bộ chính phủ lâm thời đã bị bắt. Tin cách mạng tháng 10 thắng lợi tại Petrograd như một cơn thác dài hạn, khiến các Xô Viết toàn Nga cùng vùng lên. Tới tháng 3 năm 1918, cách mạng thắng lợi trên toàn nước Nga rộng lớn. Rời khỏi thế chiến. Như đã cam kết với toàn thể nhân dân, ngay khi cách mạng tháng 10 còn đang diễn ra, trong lễ thành lập chính quyền Xô Viết tại điện Smolin, Lenin đã công bố sắc lệnh hòa bình, tức là tuyên bố rút nước Nga khỏi Thế chiến 1, và sắc lệnh ruộng đất nhằm quốc hữu hóa ruộng đất của địa chủ, nhà thờ để chia cho nông dân. Trong sắc lệnh hòa bình với tuyên bố chiến tranh là một tội ác lớn nhất đối với nhân loại, Lenin đã kêu gọi chính phủ tất cả các bên can dự vào Thế chiến 1 phải đình chiến và tiến hành những cuộc thương lượng, đàm phán hòa bình để ký kết một hòa ước hòa bình ngay lập tức, mà không cưỡng bức, không thôn tính, không xâm chiếm đất đai của nhau và không được sáp nhập các dân tộc khác vào lãnh thổ của mình. Nhưng chẳng những không được đáp lại, Nga còn tiếp tục bị Đức hành cho ra bã. Bần cùng bất đắc dĩ, Lenin trình bày với Ủy ban Trung ương rằng: "Mọi người hãy chấp nhận nền hòa bình đáng xấu hổ này để cứu lấy cuộc cách mạng thế giới." Sau cùng, Hiệp ước Brest-Litovsk được ký vào lúc 17 giờ 50 ngày 3 tháng 3 năm 1918. Nước Nga thiệt đơn thiệt kép. Nước Nga Xô Viết đã từ bỏ tất cả các yêu sách lãnh thổ ở Phần Lan, Estonia, Latvia, Litva, hầu hết Belarus và Ukraine. Mới chỉ riêng với Đức mà Nga đã mất tới 34% dân số, 54% đất công nghiệp, 89% các mỏ than và 26% tuyến đường sắt. Nga cũng bị phạt 300 triệu mark Đức vàng. Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, với sự kiên quyết của Talat Pasha, lãnh thổ mà Nga đã chiếm từ đế chế Ottoman trong chiến tranh Nga-Thổ Nhĩ Kỳ là Adarha, Kars và Batumi cũng sẽ được trả lại. Dù rút chân ra khỏi Thế chiến 1 sớm hơn so với các quốc gia khác tham chiến, nhưng nước Nga thì vẫn trở thành quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất, tới mức không còn gì để mất. Với 1.811.000 người chết, trong đó thì có 1.200.000 chết vì bom đạn, 240.000 bị thương rồi qua đời, 11.000 chết vì khí độc, 155.000 chết vì bệnh tật, tù binh chết 190.000, chết do các tai nạn và các nguyên nhân khác là khoảng 15.000. Tiếp tục là 3,9 triệu tù binh Nga vẫn còn nằm trong tay của người Đức và người Áo. Con số này vượt xa số tù binh của cả ba nước là Anh, Pháp, Đức cộng lại với chỉ 1,3 triệu người, và chỉ có Áo Hung là gần bằng với 2,2 triệu tù binh. Rồi còn đó là nạn đói, thất nghiệp, sự ngổn ngang của một đất nước cần phải được tái thiết ngay lập tức. Cuộc nội chiến tàn khốc nhất thế kỷ 20. Thế nhưng làm gì đã dễ dàng như vậy?
Ngay sau khi cách mạng tháng 10 Nga thành công, những xung đột về ý thức hệ và quyền lợi của nước Nga vốn đã âm ỉ trong suốt bao năm qua, giờ đây đã được dịp bùng phát. Các thế lực bảo hoàng, tư sản vừa mới bị lật đổ, một bộ phận bất đồng trong đảng Bolshevik, các đảng phái đối lập, các dân tộc thiểu số, v.v. đã nổi lên hòng tiêu diệt nước Nga Xô Viết. Được sự hậu thuẫn của các đế quốc tư bản chủ nghĩa như Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Nhật, chúng nhanh chóng biến nước Nga như một khối băng bị đập vụn ra thành từng mảnh dưới một cái tên chung, Bạch Vệ. Đến hết mùa hè năm 1918, đất nước Xô Viết ở trong một tình huống cực kỳ nguy hiểm. Khoảng 14 vạn quân của 14 nước đế quốc và chư hầu, về sau tăng lên tới 30 vạn, cùng khoảng 1 triệu quân chống đối phía Bạch Vệ, dưới sự chỉ đạo của các chỉ huy có tài năng như Piotr Gravel, Alexander Kolchak và Von Ungern, đã chiếm được khoảng 3/4 lãnh thổ. Họ đã chiếm được những trung tâm nguyên liệu, nhiên liệu và lúa mì. Nền kinh tế của đất nước rơi vào tình trạng cực kỳ khó khăn. Các nhà máy phải đóng cửa vì thiếu nguyên liệu và nhiên liệu, giao thông bị đình trệ, nhân dân, nhất là người dân các thành phố, lâm vào cảnh đói rét và bệnh tật. Các thế lực chống đối nổi lên ở khắp mọi nơi, kể cả ở Moscow và Petrograd. Chính trong khoảnh khắc hiểm nghèo đó, bản lĩnh của những nhà lãnh đạo Xô Viết đã rực cháy đúng lúc, đúng chỗ. Chính sách cộng sản thời chiến, dù không muốn nhưng cũng đành phải thiết lập để có thể vận hành toàn quốc trong thời chiến. Hàng loạt các phần tử chống đối và các mầm mống phản nghịch trong chính quyền bị truy quét để làm vững mạnh nội bộ bên trong, chuẩn bị cho các cuộc chiến giành lại lãnh thổ bên ngoài tiền tuyến. Từ cơ sở đang được kiểm soát trong vùng lõi của đế chế Nga cũ, nơi có khoảng 70 triệu người Nga sinh sống, có nguồn sản xuất công nghiệp quốc phòng và trang bị vũ khí dồi dào. Một đội quân 5 triệu người được thành lập dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Quân sự Cách mạng mang cái tên huyền thoại Hồng Quân. Ngoài tiền tuyến, sau những thắng lợi ban đầu, tình hình của Bạch Vệ ngày một chuyển biến xấu. Họ chỉ hoạt động được ở vùng ngoại vi, nơi dân cư thưa thớt và có những thành phần dân tộc phức tạp, chủ yếu là phải dựa vào viện quân, viện trợ nước ngoài. Trong khi từ năm 1919, do phong trào phản chiến, phong trào vô sản đã nổ ra khắp các nước đế quốc vốn đã quá mệt mỏi vì chiến tranh, lần lượt là Anh, Pháp, Đức, rồi thì Mỹ, Nhật cũng đã rút quân. Các toán quân Bạch Vệ do nổ ra mỗi khu vực một nơi nên 5 người mời ý, phối hợp với nhau rất rời rạc. Thậm chí như ở Ukraine, Belarus đã xảy ra chuyện các cánh quân Bạch Vệ quay ra choảng nhau. Đánh nhau chán chê thì lại đi thảm sát người Do Thái, như bộ phận người cốt sách theo Bạch Vệ đã tiến hành những cuộc tấn công người Do Thái kinh hoàng ở Ukraine, cướp đi sinh mạng của khoảng 100.000 người Do Thái, khiến lòng dân ngày càng ngả về phía Hồng Quân. Ngay trong đội ngũ binh sĩ Bạch Vệ, vốn đa phần cũng là dân lao động, khi thấy chính sách của Nga Xô Viết cũng chỉ là vì mình nên cũng đã muốn buông vũ khí và ngả về phía bên kia. Mọi điều tốt nhất giờ đây đang ngả dần về tay Hồng Quân. Giờ chỉ còn đợi từng đoàn quân Bạch Vệ tung hết chiêu của họ ra để diệt một thể mà thôi. Các trận quyết chiến trong nội chiến Nga diễn ra vào mùa hè và mùa thu năm 1919. Đô đốc Bạch Vệ Kolchak tưởng như đã gần với thắng lợi khi đã tiến quân áp sát Moscow. Khi tiến về sông Volga, ông ta bị lực lượng Hồng Quân vượt trội về số lượng đã chặn đứng, đánh bật và bị đuổi cùng giết tận. Cuối năm đó, đội quân của Kolchak tan rã, còn bản thân viên đô đốc này thì bị bắt giữ và xử tử vào đầu năm 1920. Nhưng vẫn chưa rút ra được bài học mà vào tháng 10 năm 1919, cái gọi là đội quân tình nguyện của tướng Denikin lại tiến đánh Moscow. Dù đã tiến được tới gần Orion, cách Moscow chỉ khoảng 250 km về phía nam, tuyến mặt trận của Denikin ngày càng bị căng mỏng ra và ông ta thiếu lực lượng dự bị. Hậu quả là lại dùng bài cũ, lực lượng Hồng Quân sử dụng ưu thế vượt trội về số lượng lại tiếp tục chặn đứng, đánh bật và đuổi cùng diệt tận phe Bạch Vệ Denikin từ tháng 10 đến tháng 11 năm 1919, khiến họ phải chạy bán sống bán chết với các hải cảng bên bờ biển Đen. Các nhóm tàn quân dưới quyền chỉ huy của tướng Piotr Gravel cầm cự thêm được một thời gian ở bán đảo Crimea, rồi cũng bị đánh bật khỏi đây vào tháng 11 năm 1920. Đến thời điểm này, các trận đánh có quy mô lớn trong cuộc nội chiến Nga về cơ bản đã kết thúc.
chỉ còn là các cuộc tiêu trừ các tàn dư còn lại để củng cố nhà nước Xô Viết. Từ cơ sở giữ vững được đất nước, cộng với sự đồng thuận của các nhà nước Xô Viết khác, năm 1922, Nga, Belarusia, ngày nay là Belarus, Ukraine và Liên bang Ngoại Cáp Cát công bố sự ra đời của Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết, gọi tắt là Liên Xô. Tháng 1 năm 1924, Hiến pháp Liên Xô chính thức được thông qua. Tới năm 1925, Đảng Cộng sản Toàn Liên bang, sau đổi thành Đảng Cộng sản Liên Xô, được thành lập. Và kể từ đây, nhà nước công nông chuẩn mực đầu tiên của nhân loại đã ra đời và hứa hẹn từ nền tảng sẵn có, nó sẽ thay đổi lịch sử thế giới thế kỷ 20 một lần và mãi mãi.